hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 10 năm 2020. Các pha mặt trăng. Vào ngày 10 tháng 10, mặt trăng sẽ đi vào pha trăng hạ huyền. Mặt trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm. Những ngày quen ngày này là thuận lợi nhất để quan sát mặt trăng qua kính thiên văn hay ống nhòm. Các miệng hố trên mặt trăng sẽ xuất hiện rõ trên bề mặt của vệ tinh tự nhiên này. Vào ngày 17 tháng 10, mặt trăng sẽ đi vào pha trăng mới. Mặt trăng sẽ xuất hiện cùng phía với mặt trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm. Đây là thời điểm tốt nhất tháng để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà hay các cụm sao, bởi vì không có sự lấn át của ánh trăng. Vào ngày 23 tháng 10, mặt trăng sẽ đi vào pha trăng thượng huyền. Mặt trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây. Những ngày quen ngày này là thuận lợi nhất để quan sát mặt trăng qua kính thiên văn hay ống nhòm. Các miệng hố trên mặt trăng sẽ xuất hiện rõ trên bề mặt của vệ tinh tự nhiên này. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú. Hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Truy cập website Vật lý Thiên văn để tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Vật lý Thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.